Rồi Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog cũng như là kênh của Hạo Nhân Vlog nha. Trên tay em đang cầm 205.000 của một chị khán giả nhờ Tài mua khoai lang, chạy cứu khoai lang bên shop chị Hồng Loan ha cả nhà. Sáng giờ mua cũng khá là nhiều đơn hàng rồi, thì cô chú anh chị nhờ bao nhiêu thì mình mua bấy nhiêu ha cả nhà. 1 ký 2 ký cũng mua luôn, nói chung là giải cứu được bao nhiêu thì cứ giải cứu ha. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn vào bên trong. Tặng em mới chứ tặng ai? Chắc chưa, chắc được tặng chưa? Trời ơi, giờ được người đẹp ship Hoa Lan luôn ta, đã ta. Hiện tại cũng thông báo với cả nhà nha, người đẹp này là chưa có người yêu nha. Đó. Không có hỏi rồi, bây giờ có chưa thì không biết à. Mới cơm hả chắc? Ăn cơm với có lẩu xíu quá không? Hiện tại thì Hoa Lan còn hả? Đây. Rồi, cảm ơn nha. Đây cả nhà, mua 5 ký nói chung là mình ủng hộ được chưa ủng hộ ha. Khán giả nhờ mình là mua nhiêu thì cứ mua thôi. Ủng hộ chị Hồng Loan. Trong đây là 6 ký, mua 5 ký tăng 1 ký nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình lấy cái bịch khoai lang hồi sáng á, mình đem qua bên cho chị bán mì xào bò đó. Rồi sẵn qua bên shop Bun mình em với lại Hồng Nhân chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn bên shop Bun chút xíu nữa nha. Rồi dạ xin chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Hiện tại thì em đang cầm trên tay đây là 5 ký khoai lang. Em sẽ đem qua cho cái chị bán mì xào nuôi xào cơm chiên Dương Châu rồi sáng em chị ấy nhờ mua ở shop chị Hồng Loan ở cả nhà. Yêu thương ủng hộ chị Hồng Loan á, bây giờ mình đem qua bên đó ha cả nhà. Đây chị. Đây cả nhà ơi, đây em gửi chị 5 ký khoai lang. Đây, đây là chị Bông ha cô chú anh chị. Chị Bông ở số 512 Trường Sa bán nuôi xào mì xào cơm chiên ở gần shop Bun Bun luôn. Shop Bun Bun là 506, shop này là 512. Chị bán rất là ngon. Hồi sáng em có ủng hộ chị là 3 phần mà mì xào thịt bò trứng đúng không? Giá rất là rẻ nha cả nhà, bình dân từ 20 đến 25 ngàn thôi. Nếu cô chú anh chị mình ăn nhiều nữa thì chị cho thêm bò thêm trứng vô đó. Hồi sáng thì bao nhiêu ta chị đưa em hình như còn dư 5 ngàn không đó. Cái nào ra cái đó nó trả 5 ngàn. Cái nào hồi sáng chị đã bớt cho em rồi, bán sao ta, sáng chị bán là chị bớt cho em tới 25 ngàn lần cô chú anh chị, giống như mua 3 hộp mình tặng hộp vậy. rất là ngon. Dạ đó. Thì đây nè, mấy anh YouTube mình nó quay ở bên shop chị Hồng Loan á nha. Bên shop Bun Bun á, có đói bụng thì qua đây cô chú qua ủng hộ, rất là ngon. Và bên cạnh đó thì nếu mà cô chú anh chị mà tới ghé shop Bun Bun mua giày da túi sách rồi đó thì đói bụng á thì cũng qua đây luôn ha. Bên đây là có bán nuôi xào bò, mì xào bò, cơm chiên. Và đặc biệt ở kế bên cũng có quán nước luôn, đầy đủ nước ngọt, cà phê các kiểu ha, trà đá nước ngọt luôn. Đó, phục vụ vui lòng khách đến vừa lòng khách đi đó chị Bông. Cảm ơn em. Dạ Tài xá xá. Dạ. Cảm ơn tất cả các YouTube. Dạ. Có ủng hộ chị, khán giả ủng hộ chị, cảm ơn rất nhiều. Dạ rồi, em chúc chị mua may bán đắt nha. Cảm ơn chị đã yêu thương và ủng hộ chị Hồng Loan, người con gái duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ủng hộ cái gì lẽ phải thì mình ủng hộ. Đó, chị không, chị nói ủng hộ lẽ phải là ủng hộ. Là quấy thì mình không ủng hộ, cái gì lẽ phải ủng hộ. Dạ. Cả cái gì cũng là sự thật thôi. Dạ, cái gì sự thật là sự thật ha. Hoàng chính nghĩa. Của mình là của mình. Hoàng chính nghĩa. Rồi, em cảm ơn chị Bông. Đây, cô chú anh chị ơi, chị gái đến mua ủng hộ chị Hồng Loan. Dạ, em chào chị. Chị nha. Rất là dễ thương luôn cả nhà. Trưa hôm nay thì đến đây ủng hộ shop Bun Bun này cả nhà. Chị đang coi dây nịt bóp nam. À có lẽ là mua dây nịt. Người yêu, ông là ông xã. Hoặc có thể là mua cho con trai. Trai ha.
Làm rất là tinh tế luôn cả nhà, rất là đẹp. Đây ba sao. Cô chú anh chị ơi, thì chắc có lẽ là chất lượng mấy sợi luôn á. Em thấy bé Nhi, em gái bán hàng của shop chị Hồng Loan tên Nhi cả nhà, là tư vấn cho khách hàng rất là kỹ ha, đem ra rất là nhiều màu, nhiều mẫu cho khách hàng lựa chọn, làm hài lòng khách hàng luôn cả nhà, để cho khách hàng có thể tận mắt được nhìn thấy được những cái mẫu sản phẩm mà tận mắt của mình lựa chọn ha. Ai có thấy gì không? Trọng nghiệp nó rất là bóng luôn à. À đúng rồi, hàng chất lượng mà, hàng này là hàng xịn sò. Em Nhi này chắc có lẽ trước khi mà đến bán cho chị Hồng Loan bán ở shop đây á, thì chắc chắn là sẽ được đào tạo và được training, học hỏi qua từ những cái sản phẩm từ da cá sấu ở bên cái cửa hàng, mà có thể là chị Loan lấy, hoặc là chị Loan có đi học đi rồi, có biết rồi, rồi truyền đạt lại, anh Hải biết rồi, anh Hải truyền đạt lại, thì em ấy sẽ tư vấn cho khách hàng một cách gọi là chu đáo nhất, chu đáo, thành thục hơn, đây, có kỹ lưỡng hơn. Có chuyện này muốn hỏi anh nè, tại sao con cá sấu nó có tên là cá sấu? Tại vì nó xấu như con cá, như con cá sấu. Vì mà cái da của nó lại được nhiều người thích á. Lý do là sao? Da nó cứng cáp. Cứng hả? Da nó bền. Da nó nằm ở dưới bờ, ở dưới nước á, lâu ngày nó phơi nắng, phơi sương, chắc da, chắc thịt. Chắc da, chắc thịt luôn. Mặc dù nó ác, người ta thường nói là nước mắt cá sấu, máu lạnh, máu nó lạnh, ta nói vậy đó. Nhưng mà cái da nó lại được ưa chuộng và rất là mất tiền. Khi làm áp dụng vào những cái đồ như thế này, mỹ phẩm như thế này, quần áo giày dép như thế này thì phải nói là xịn sò luôn, rất là đẹp. Và cái người làm ra được những sản phẩm này là một người phải nói là rất là tinh tế ha cả nhà. Một khi mà bán được hàng hóa nào á, bất cứ các sản phẩm nào, không riêng về mỹ phẩm hay là giày dép gì cả, tất cả các cửa hàng luôn, một khi mà chúng ta muốn bán được hàng thì chắc chắn người ta phải, cái người nhân viên bán hàng á, phải nắm bắt được cái sản phẩm của mình đang bán là cái gì, cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái sản phẩm mình làm ra, mình bán ra cho khách hàng thì mình mới tư vấn được cho khách hàng, để cho thuyết phục khách hàng mua. Đúng rồi, cái điều đó là dĩ nhiên. Thì theo anh nha, cộng da cá sấu này muốn xài nó được lâu là xài cách nào, sử dụng như thế nào mà xài được lâu và bền, có xài qua chưa? Nếu mà xài qua rồi á thì anh tâm sự cho những người mới xài tới. Anh thì anh chưa có xài, tại vì anh chỉ xài những cái loại da bình thường thôi, da cá sấu thì anh chưa xài. Nhưng mà anh có tìm hiểu trên trang web, hỏi chị Google, hoặc là những người ta đã xài qua rồi thì có chia sẻ như thế này. Thì trước tiên là mình phải bảo quản cẩn thận rồi. Cái gì cũng vậy, mình xài cái bất cứ cái gì cũng vậy, mình muốn nó bền lâu đẹp thì mình phải bảo quản cẩn thận, để đúng nơi quy định, tránh ánh nắng, tránh trực tiếp ánh nắng mà nóng quá, lạnh quá, nó những sản phẩm nó như là như vậy. Còn da cá sấu thì nghe được cô chú anh chị mình chia sẻ đó, là mình càng xài thì cái sản phẩm nó càng đẹp, nó càng bóng và nó mềm, cái cọng dây nó sẽ mềm. Ban đầu thì nó sẽ hơi cứng một xíu, tại vì mình chưa có sử dụng qua, mình chưa có tiếp xúc với nó thì nó sẽ hơi cứng một xíu. Nhưng mà khi mình xài thường xuyên đó, thì cái cọng dây nó mềm và nó rất là mềm mại và nó dễ xài, rất là đẹp. Và nó cầm nắm nó cảm giác nó thích hơn. Theo anh nghĩ là cái xấu mà đem ngâm nước nó có sao không? Anh cũng không biết nữa, tại vì mình chưa xài.
chắc cho không sao đâu, tại vì cái da cái con cá sấu nó nằm dưới nước mà. Con cá sấu nó sống dưới nước mà, chắc ngâm nước không sao đâu. Còn... nhưng mà anh nghĩ thôi, nhưng mà nghĩ có sao nha, tại vì khi đã khi nó dưới nước là nó còn sống. Khi bây giờ cái da này mình lấy cái da nó rồi mình đem xuống nước thì cũng sẽ không ổn đâu nha, không ổn đâu. Chứ em tưởng đâu là để xuống nước là càng lâu mà nó càng tốt hơn chứ. Tại vì cá sấu nó dưới nước không? À, nói chung là em cũng dẫn xíu cho nó vui nha cả nhà. Thì còn không khí nha. Thì nói chung là chị Hồng con em bán một cái phần rất là tốt luôn cả nhà. Đó, chất lượng. Ở đây là em thích bé Nhi đây, có một cái điểm đó cả nhà, là tư vấn cho khách hàng cặn kẽ luôn, chiều lòng khách hàng lắm, khách hàng muốn coi mẫu nào là em ấy đem ra mẫu đó, và tư vấn cặn kẽ, chịu khó lắng nghe ý kiến của khách hàng nên được khách hàng rất là thích. Em một khi em mỗi lần mà em quay ở đây á, nó thật sự đối với cô chú anh chị nha, là khách hàng tới là phải mua một món hàng gì đó đem ra, ít nhất là một món, nhiều nhất là 3-4 món. Tại vì qua cái lời tư vấn của một người bán hàng á, thuyết phục được khách hàng thì chắc chắn khách hàng sẽ mua. Còn mà khách hàng đã vào mà khách hàng không có mua gì hết là cái đó là mình phải xem lại. À, điều đầu tiên là cái sản phẩm chất lượng là khỏi phải nói rồi, nhưng mà qua cái lời thuyết phục của em ấy nữa thì càng sự cái niềm tin của khách hàng nó gửi gắm vào cái shop Winpool nó nhiều hơn, nên khách hàng chọn lựa. Đó là điều em thích của bé Nhi, nhân viên của chị Hồng Loan rất là nhiều. Giống như cái bên shop chị Hồng Loan đi, những sản phẩm đồ ăn vặt thì có cái sản phẩm để ăn thử ngon thì khách hàng mua, ở đây đâu có ăn được đâu, người ta chỉ nhìn thôi đúng không, nhưng mà qua cái lời thuyết phục cũng như là tư vấn của em ấy thì khách hàng sẽ tin tưởng nhiều hơn. Đây em ấy đã chốt được một cái bóp nam hay là cái dây nịch ta, hình như cộng dây nịch của chú anh chị. Đó, cộng dây nịch thì với tầm giá cũng nghe nói là 600-700, cũng là như vậy là cũng ok rồi đúng không, một sản phẩm được bán rồi. Dạ dạ em cảm ơn chị. Mình mua cộng dây nịch hết chị, trời ơi quý quá, mình mua tài 66 à? Dạ em Hậu Nhân Vlog. biết kênh em không? Quen rồi hả? Tại mặt nó chai quá. Dạ mình mua cái này là cho ông xã ha, cho con trai, cho ông xã ha. Dạ chị ngại quá nên chị đi mua vậy hả? Dạ dạ ôi mua bên shop Hồng Loan nữa nè, quá trời luôn. Khoai lang hả chị? Giải cứu khoai lang ha, nãy mới mua anh bệnh rồi chạy qua đây luôn đó, chạy qua đây đó. Bánh bột lọc. Dạ rồi em cảm ơn chị nha. Dạ cảm ơn chị đã ủng hộ chị Hồng Loan, ủng hộ hai shop luôn chứ không phải là một shop. Dạ không sao đâu ạ, tại vì ở bên đó thì thường là sẽ đóng hờ như vậy á, mình cứ vào mình gọi rồi cô chú nào muốn thắp hương thì mình vào. Gì hả? Gì hả? Ngại không dám kêu cửa. Ngại ha. Dạ. Rồi bây giờ thì thoải mái rồi ha. Có vô thắp nhang cho. Dạ. Phải nói là dạ. Cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe ha, năm mới được phát tài phát lộc nha. Dạ. Mình đi đâu ạ? Quận 2 hả? Quận 2 thì mình đi ngược về đây. Dạ. Đi về tới cầu Thị Nghè luôn. Cầu Thị Hè ra Xô Viết Nghệ Tỉnh về cầu Sài Gòn. Dạ. Dạ. Xin chào chị. Đó cô chú anh chị ơi, thì chị gái đã chốt một cộng dây nịch ha.
phải nói là rất là thương luôn, rất là quý luôn. À, shop chị Hồng Loan đây cả nhà. À, đây là bé Nhi. Sáng giờ khách đông không em? Đông ha. Rồi ai cũng quý em hết trơn á. Khi mà quay em lên á, người ta nói là em tư vấn rất là nhiệt tình, rất là dễ thương luôn. À, cố gắng phát huy nha. Rồi. Đây cả nhà, đây là bé Nhi. Rồi, em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Tạm mến chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như trong công việc ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.